Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phá án TV. Thưa quý vị, trong cuộc sống gia đình chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn khúc mắc, thậm chí nhiều lúc tưởng như cùng đường để rồi gây ra những án mạng thương tâm. Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại Quảng Nam, một nam thanh niên đã dùng hung khí sát hại bà ngoại và mẹ ruột rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy một ngày sau, Lập đã bị công an bắt giữ khi đang ngồi uống rượu tại một đám tang. Sau khi hung thủ ra lưới, người làng mới rùng mình nhớ đến những chuyện điên khùng của kẻ sát nhân trước lúc gây án. Chi tiết vụ án này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đứa con trời đánh, sát hại mẹ và bà ngoại là Lê Quang Lập, sinh năm 1993, trú tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Đồng, tỉnh Quảng Nam. Theo nhiều người hàng xóm kể, thấy đứa con trai trời đánh, sát hại bà ngoại già yếu Nguyễn Thị Khoa ngay tại nhà, mẹ của Lập là bà Trần Thị Thi kêu cứu và chạy lên Ủy ban Nhân dân xã báo cáo sự việc, thì Lập cầm búa và mỏ lết đuổi theo rồi đoạt mạng người mẹ tội nghiệp nơi bờ ruộng. Sau khi sát hại bà ngoại và mẹ ruột của mình, Lập móc túi mẹ được 17.000 đồng rồi chạy xe máy bỏ trốn ra Đà Nẵng. Sau khi trừng trị hai kẻ cản trở Lập hành việc của người âm là mẹ và bà ngoại, Lập thản nhiên đeo kính râm, khoác áo đẹp, phóng xe thẳng ra Đà Nẵng để thư thái tâm hồn. Ở Đà Nẵng, với mấy trăm ngàn của bà ngoại kỳ cóp giấm dúi cho hắn, Lập bèn lựa một quán cà phê vị trí đắc địa ngay sông Hàn để ngắm cầu rồng. Ngắm chán, uống chán, Lập lại phóng xe lang thang tạt qua xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, gặp ngay một đám tang bên đường. Vậy là hắn hăm hở dựng xe và thắp hương cho người quá cố, rồi cứ vậy chém trệ, uống rượu, chém gió, ngay bàn nước mời khách viếng. Thấy người lạ, ai chẳng tò mò thắc mắc, nhất là Lập cứ thao thao bất tuyệt ngay tại đám tang rằng mình được người âm chỉ giáo, rằng mình đã hoàn thành tâm nguyện, vừa ý đẹp lòng người âm, rằng những người cản trở người âm giờ đã bị hắn xuống tay trừng trị. Thế rồi hắn kể tất, khai tất, rằng hắn tên Lập, người Đại Đồng. Chỉ chừng 30 phút sau đó, ngay khi nhận dạng về thông tin của hắn được cấp báo đến công an huyện Điện Bàn, thì Lập đã bị vây bắt. Nhận được tin báo, 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7, công an Quảng Nam đã bắt giữ Lập ngay tại đám tang khi Lập đang ngồi uống rượu đám ma. Sau án mạng đau thương đó, dân mạng truyền tai nhau những câu chuyện đáng sợ liên quan đến hung thủ. Đối tượng từ nhỏ sống với bà mẹ đơn thân, Lập rất được mẹ yêu thương, chăm bẵm nên chăm ngoan học giỏi, khuôn mặt khá khôi ngô, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên Lập chưa học hết lớp 9 đã phải nghỉ ở nhà làm ruộng cùng mẹ để kiếm cái ăn. Đã có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh việc Lập bị bệnh tâm thần. Một số người cho rằng việc sống gần miếu thờ, sinh hoạt không kiêng cữ, có thể Lập đã làm thần linh nổi giận mới bị bắt điên. Tuy nhiên, phần lớn những nguồn tin cũng như lời của bà Lê Thị Mùi, sinh năm 1968, sống sát vách nhà mẹ con bà Thi, mẹ của Lập, cho biết Lập phát bệnh kể từ khi người bạn thân ra đi, cách đây nhiều năm. Khi đó, Lập vừa bỏ học đi làm xa, nghe tin người bạn thân bị tai nạn giao thông mất, nên Lập trở về, nhưng không kịp nhìn mặt bạn lần cuối. Lập chỉ giữ lại đôi dép của bạn đã mang đi trong lần xảy ra tai nạn giao thông, rồi đưa về nhà, đặt lên bàn thờ thắp nhang thờ cúng. Kể từ khoảng thời gian đó, Lập phát bệnh tâm thần một cách kỳ lạ. Chẳng ai hiểu được nguyên nhân sâu xa từ đâu. Một người hàng xóm kể lại, mỗi lần phát bệnh, hễ ai đến nhà chơi, bất kể lớn nhỏ, Lập đều bắt quỳ xuống lạy nó và cả đôi dép. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, thu nhập hàng ngày chỉ với 30.000 đồng từ công rửa chén bát thuê, nhưng bà Thi vẫn cố gắng đưa con đi khắp nơi chạy chữa. Tuy nhiên, bà đã sai lầm khi không đưa đi bệnh viện mà mời thầy bói về cúng. Một số người dân ở thôn Lâm Tây lý giải, do ít hiểu biết, lâu nay chỉ tin vào cúng bái. Và lại, Lập phát bệnh điên kỳ lạ nên ai cũng khuyên bà Thi dựa vào tâm linh, chạy chữa cả tháng trời. Thấy bệnh không thuyên giảm, bà Thi đưa con lên chùa nhờ các sư thầy quản. Sau hơn một năm điều trị, bệnh của Lập có phần thuyên giảm, nên mẹ Lập xin bệnh viện cho đưa hắn về nhà. Trong thời gian sống với gia đình, Lập sinh hoạt và lao động bình thường. Lập còn rất ngoan, mỗi khi đi làm về có tiền, Lập đưa mẹ cất giữ. Một thời gian sau,
Lập có dấu hiệu tỉnh táo nên bà Thi xin đưa về nhà chăm sóc, đồng thời đưa Lập lên ở cùng với cụ Khoa, bà ngoại của Lập, với mục đích để cách xa ngôi miếu và cũng để bà Thi tiện chăm sóc mẹ lúc già yếu. Tuy nhiên, cụ Kha một mực không cho. Hết cách, mẹ con bà Thi lại dựng lều sống bên cạnh. Trở lại với Lập, các nhân chứng cho biết, trước khi vụ án xảy ra, Lập có nhiều lần phát bệnh, nhưng đều cởi quần áo đi ra ngoài đường, chứ không nguy hiểm cho ai. Mức độ nặng nhất, Lập cũng chỉ đem hết củi ném xuống các giếng nước trong làng, rồi châm lửa đốt. Mẹ Lập thương con, lại múi mặt đi xin lỗi, bỏ công cán giúp người làng phụ đào giếng lấy nước sinh hoạt. Sau này khi về ở gần nhà ngoại, Lập bớt dần bệnh tật, nói năng, làm việc như người bình thường. Khoảng đầu năm 2014, Lập lại vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ. Trước khi gây án, Lập được gia đình gọi về dự đám cưới của người bà con, rồi phát bệnh trở lại và ra tay sát hại bà ngoại và mẹ ruột. Sau 2 ngày xảy ra thảm án, Lập vẫn ngơ ngác cho rằng mình không phải kẻ sát nhân, mà mọi việc là do bề trên sai khiến, buộc Lập phải làm. Có một chuyện lạ, cách ngày xảy ra án mạng 3 hôm, Lập lại tìm đến mộ của người bạn thắp hương. Việc làm này cũng hoàn toàn bình thường, nếu như Lập không đột ngột nhờ mấy thanh niên sống gần nhà mang điện thoại ra chụp giúp tấm hình giữa Lập và bạn. Cứ thế, Lập khoác tay lên ngôi mộ, giống như thể hai người đang còn sống. Lúc đó, mọi người đều hoảng sợ, nhưng không nghĩ Lập bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh trở lại. Chưa hết, 2 năm trước, một người là anh con cậu ruột với Lập từng gây án và bị công an truy bắt, nhưng đã tự kết thúc cuộc đời ở thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân sau đó được đưa về quê chôn cất. Cũng không hiểu vì lý do gì khi Lập ra viếng mộ, tự nhiên nói nhăng nói quậy bằng giọng của người đã mất, rồi gặp ai cũng hù dọa sẽ sát hại 4 người trong làng để trả thù. Ngay lúc ngồi trên ô tô áp tải về cơ quan công an tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2014, Lê Quang Lập cũng luôn miệng nói rằng mình đã bị người bạn ở cõi âm xúi phải sát hại bà ngoại và mẹ. Lập nói, tại thằng bạn thân đen xỉ, tóc dài, răng nhọn, người như cột đình của em đã sai em ra tay đấy. Hắn bảo với em phải đập phá 5 đồ đạc trong nhà thì ăn mới vui, nên em đập thôi. Mẹ và bà dám cản trở thì em thay quỷ thần trừng trị thôi ấy mà. Lập làm nhảm như vậy về nguyên nhân đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, sát hại bà ngoại bằng một lưỡi búa lớn. Rồi khi thấy mẹ hoảng sợ đạp xe đạp bỏ chạy, hắn đã phóng xe máy đuổi theo vung cờ lê, điên cuồng tấn công vào đầu bà cho đến tắc thở. Khi đó là vào khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 7, bà cụ Nguyễn Thị Khoa, 80 tuổi, chú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, bà ngoại của Lập, nghe tiếng loảng xoảng ở trong nhà, vội vàng chạy vào ngăn cản thằng cháu trai đang lên cơn điên loạn. Bị bà ngoại la mắng, Lập càng hung hăng hơn, hắn vớ lấy cây búa sắt, lao đến bà ngoại, cứ thế vung xuống. Mẹ Lập, bà Trần Thị Thi, sinh năm 1958, vừa mới trở về nhà, thấy con trai như vậy vội chạy lại, cố gắng lấy cái búa trên tay Lập để cứu bà Khoa. Nhưng sức bà Thi thì sao thắng nổi gã trai trẻ, hắn vùng mạnh, quay lại tấn công mẹ. Rồi hắn rượt xe đuổi theo khi bà Thi sợ hãi đạp xe bỏ chạy. Và trong cơn điên, hắn đã tước mạng sống của mẹ mình như bà ngoại. Khi người dân và công an huyện Đại Lộc có mặt, cũng là lúc Lập biến mất dạng. Hiện trường để lại ngổn ngang đồ bể trong căn nhà của ba mẹ con bà cháu. Hai người đàn bà ra đi tức tuổi ngay trước sân, một cách nhà chừng 300 mét. Lâu nay, người dân thôn Lâm Tây đã quá biết về những trận đập phá, truy đuổi mẹ và bà của Lập trong cơn điên. Nhưng không ai có thể hình dung nổi cảnh tượng đau lòng diễn ra như hôm nay. Mấy ngày qua, Lập bị tạm giam, bà Thi và cụ Khoa không còn ai thân thích, nên bà con hàng xóm không ai bảo ai đã đứng ra tổ chức tang lễ cho hai người đàn bà sống số ấy. 2 chiếc quan tài đặt giữa căn nhà siêu vẹo, thiếu vắng vành khăn tang, thiếu người trong đèo cho khỏi lạnh lẽo, quạnh hiu. Căn nhà của bà Kha dù xây bê tông nhưng trống hoác từ trước đến sau. Nhói lòng hơn, phía trước 2 quan tài có một tấm kệ kê chung làm bàn thờ 2 mẹ con. 2 bát nhang nhưng mới chỉ đặt được di ảnh cụ Khoa vì bà Thi từ nhỏ đến lớn không chụp ảnh, không có gì hết, đến cả chứng minh thư cũng nát bươm. Nhà thuộc diện đặc biệt nghèo.
theo một vị cán bộ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam. Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ án đau lòng do người tâm thần gây ra, mà trước đây đã xảy ra nhiều vụ án tương tự. Đối với trường hợp của Lê Quang Lập, thường thì áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh sau khi bị bắt. Điều đáng nói là khi phát hiện con em mình bị bệnh, người dân lại không chủ động phòng ngừa hoặc đưa đi chạy chữa, dẫn đến kết cục bi thảm. Vị cán bộ nói, những trường hợp giống như Lập, địa phương cần phải quản lý chặt chẽ hơn. Nếu người có bệnh tâm thần đã điều trị không khỏi, thì cần cảnh báo để những người xung quanh cảnh giác. Trong vụ án này, người thân là mẹ và bà ngoại Lập đều mất cảnh giác. Lập có bà và mẹ là người thân trực tiếp, nhưng Lập đã đoạt mạng cả hai. Bây giờ Lập có đi viện thì 5-10 năm nữa, người ta cũng cho về thôi. Mà về thì ai quan tâm Lập? Trong khi đó, Lập vẫn mang căn bệnh tâm thần hết sức nguy hiểm cho xã hội. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.